Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đã đến dự. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hiện có 359 hội viên, trong đó 263 hội viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố. Nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng hoạt động hiệp hội vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Hiệp hội đã tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động, các hoạt động nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của hiệp hội và thành viên, thực hiện tốt chức năng cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các quan hệ kinh tế xã hội, phối hợp các ngành liên quan hỗ trợ kết nối doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong nửa nhiệm kỳ, Hiệp hội đã đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền 155,5 tỷ đồng. Hiện nay, hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các thành viên còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, làm sức mua sụt giảm, gián đoạn chuỗi cung ứng. Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ của chính phủ, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được do thủ tục rườm rà, quy định còn xa thực tế. Bên cạnh đó, công tác phát triển hội viên còn chậm, kinh phí chủ yếu từ nguồn hội phí còn hạn chế, chỉ một số hội viên nòng cốt tham gia, gây khó khăn cho hiệp hội trong việc thực hiện các hoạt động. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm chế biến nông thủy sản và du lịch của tỉnh. Chú trọng đặc trưng dùng sông nước xứ Dừa của tỉnh để phát triển du lịch gắn với bảo vệ sinh thái tự nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử. Đa dạng sản phẩm du lịch và khai thác tối ưu tài nguyên sông nước. Có cơ chế hỗ trợ các ngành chế biến công nghiệp địa phương nâng cao chuỗi giá trị, gia tăng sản phẩm chế biến thay cho xuất khẩu nguyên liệu thô. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình bất ổn chính trị nhiều khu vực trên thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Theo ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bến Tre có một nhiệm kỳ đại hội với rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tình hình thế giới có nhiều bất ổn, tiềm ẩn những rủi ro về phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã có rất nhiều nỗ lực để vươn lên, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nửa nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nửa nhiệm kỳ còn lại, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hội viên tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh thực hiện các đột phá chiến lược về kinh tế, có kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển thị trường, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre và nhiều hội viên đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen vì có những đóng góp tích cực cho các chương trình vận động của tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã vận động hội viên trao 100 triệu đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.